Ở video hôm trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách tải Insta Bio về điện thoại để mình làm web chạy chiến dịch tài chính. Đây, hôm trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách làm web như vậy nhé. Đây là cái web của mình này, thì mình đã chỉnh sửa lại một vài phần trong này. Mình thêm vài ký tự vào, những cái ký tự này cho nó nổi bật lên thôi. Với lại là mình để các cái dòng giãn cách ra để người ta dễ đọc hơn thôi. Đó. Thì các bạn có thể làm một cái web tương tự giống như mình đây. Kịch bản làm website và kịch bản tư vấn thì mình sẽ để ở dưới mô tả video cho các bạn nhé. Đây. Đó thì sau khi các bạn làm xong thì các bạn nhấn công bố. Mỗi lần đăng bài thì các bạn chỉ cần đăng bài đăng kèm với đường link này là được. Các bạn chỉ cần copy đường link này và đăng lên là được. Web này thì mình xài trên điện thoại nhé. Tại vì nhiều bạn không có máy tính thì mình nên làm cái web này. Còn bạn nào mà có máy tính thì các bạn có thể làm trên Google Site nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình tư vấn nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ soạn sẵn cho mình các cái kịch bản tư vấn. Đây, các bạn soạn sẵn cho mình nhé. Các bạn có thể lưu ở trên Facebook hoặc là trên Zalo nhé. Lưu ở trên Zalo thì các bạn sẽ lưu ở truyền file, còn trên Facebook thì các bạn sẽ gửi cho chính mình. Đây, mình đã lưu sẵn ở trên Zalo rồi. Đây là cái kịch bản mình đã lưu sẵn ở trên Zalo nhé. Đây là toàn bộ kịch bản của mình. Mình đã lưu sẵn ở đây rồi. Này, từ đầu tới cuối luôn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng bài trước, sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tư vấn nhé. Cách đăng bài thì dễ thôi, hôm bữa mình đã soạn sẵn cái bài đăng rồi nè. Đây, đây là cái bài đăng mình đã soạn sẵn nè. Ở đây thì mình sẽ lấy bài đăng này luôn, còn bạn nào mà có bài đăng hay hơn á, thì các bạn có thể đăng lên. Đây, thì mình sẽ copy cái bài đăng này. Copy nhé, nhấn vào copy nè. Sau đó đăng lên nè. Đăng lên Facebook nhé. Các bạn tìm các nhóm cho vay này. Mình sẽ tìm nhóm vay tiền nhé. Đây. Các bạn chọn nhóm cho mình. Các bạn nhấn qua nhóm này. Đây. Các bạn sẽ chọn những nhóm nào mà cái lượng thành viên đông thì các bạn sẽ đăng nhé. Thế ví dụ mình nhóm chọn nhóm này đi. Nhóm này 70.000 thành viên. Đó, sau đó các bạn sẽ viết này. Các bạn nhấn vào đăng bài viết này. Dán qua là được. Đó, sau đó các bạn nhấn đăng lên. Hoặc là các bạn có thể comment ở dưới này nè. Ví dụ bạn này cần vay tiền thì mình sẽ comment ở dưới này. Đây, ví dụ bạn này vay tiền này, mình sẽ comment này. Mình sẽ comment vào đó. Đây. Thì khi khách hàng nhấp vào cái đường link này nè. Đây. Thì người ta sẽ đọc cái thông tin trong này nè. Và dưới này là có cái gói vay này, đó, người ta sẽ đăng ký các gói vay này. Đó, mình khỏi cần tư vấn. Còn nếu khách hàng cần tư vấn thì mình sẽ tư vấn cho người ta. Đây này, cái nhóm này cũng rất là nhiều người cần vay tiền này. Cần vay tiền này. Đó, thì mình sẽ dán cái đường link mình. Các bạn có thể comment, hoặc là đăng bài, hoặc là vào inbox cho người ta. Hoặc là các bạn có thể vào trực tiếp inbox cho người ta nhé. Đây. Lưu ý là có một số người á, người ta đăng bài cần vay nhưng thực tế người ta không vay đâu. Có thể là có một số bạn cũng cho vay tiền nhưng mà người ta vẫn đăng bài để mà câu tương tác á. Thì mình xem cái người này có đúng là khách hàng hay không, có đúng là khách hàng hay không. Tại vì các bạn vào trang cá nhân người ta xem này. Đây này. Xem người ta có đăng bài cho vay không. Nếu mà người ta cũng làm dịch vụ cho vay tiền thì mình đừng có tư vấn làm gì mất công nhé. Đó, rất là nhiều người cần vay nè. Nhóm này nhiều người cần vay nè. Tiếp theo bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tư vấn nhé. Ở video bài 8 thì mình có hướng dẫn các bạn cách tư vấn nhưng mà cách tư vấn ở trên lý thuyết thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn thực tế khi có khách inbox thì mình sẽ tư vấn như thế nào luôn nhé. Đầu tiên các bạn sẽ soạn sẵn các cái mẫu tư vấn cho mình. Các mẫu tư vấn thì mình sẽ để ở trong bài viết dưới mô tả video nha. Bạn nào muốn lấy thì kéo xuống copy về và lưu lại nha. Đây mình đã lưu sẵn ở trên Zalo rồi. Mình đã lưu sẵn ở trên Zalo rồi nha. Thì sau khi lưu về thì các bạn sẽ nhấn copy lần lượt từng đoạn bài bản cho mình nha. Các bạn sẽ lưu từng đoạn cho mình luôn này. Các bạn sẽ copy về và lưu từng đoạn cho mình nha. Lưu từng đoạn như vậy cho mình nè. Đây. Đây nè. Lưu từng đoạn tin nhắn như vậy cho mình nha. Lưu giống mình nhé. Rồi tiếp theo các bạn sẽ copy hết từ đầu tới cuối cho mình nè. Các bạn nhấn giữ chuột. Các bạn nhấn giữ ngón tay nè. Sau đó nhấn copy cho mình. Rồi tiếp theo các bạn nhấn copy. Các bạn cứ copy cho mình nhé. Copy nè.
Rồi copy, các bạn copy theo thứ tự cho mình nha. Rồi, đó. À quên, các bạn đợi mình tí nhá. Cái đoạn này mình phải để cái đường link vô nữa, cho nên là mình sẽ để cái đường link vô đã. Form đăng ký mình sẽ để luôn cái đường link vô. Đường link này. Copy. Các bạn đợi tí nhá. Đây. Đây này. Rồi các bạn để ý cho mình nhá. Mình sẽ làm lại nhá. Mình sẽ làm lại từ đầu nhá. Cái đoạn này là ở dưới nhá. Hồi nãy mình quên chưa bỏ cái form đăng ký vào. Thì các bạn lưu ý cho mình nhá. Mình sẽ copy lại từ đầu này. Copy này. Tiếp theo đoạn thứ hai. Đoạn thứ ba. Đây, đoạn thứ 4 là dưới này. Do mình chưa để cái đường link nên là đây, đoạn thứ 4 là đây này. Đoạn thứ 4 là mình kêu người ta điền thông tin vào thì các bạn sẽ để cái form đăng ký luôn. Đây là cái đường link này. Rồi tiếp theo đoạn thứ 5 này. Copy luôn. Mình sẽ có 5 đoạn để tư vấn cho khách như vậy. Thì bây giờ mình sẽ vào Facebook này. Mình sẽ xem có ai cần vay tiền không nhá. Mình sẽ vào tin nhắn chờ xem. Các bạn vào phần tin nhắn chờ nhá. Tại vì khách thì người ta sẽ nhắn tin. Nó nằm trong cái phần tin nhắn chờ này. Các bạn vào đây. Rồi ở đây có người cần vay này. Mình vay 105 triệu được không này. Mình sẽ vào inbox với người ta. Rồi tiếp theo các bạn sẽ làm theo các bước như mình hướng dẫn nhé. Các bạn để ngón tay vào cái ô soạn tin nhắn nhé. Sau đó các bạn sẽ, một là các bạn sẽ nhấn giữ này. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào bộ nhớ tạm. Đó. Hai là các bạn sẽ không nhấn giữ mà các bạn sẽ nhấn vào cái chỗ này này. Các bạn nhấn vào cái chỗ này nhé. Ở dưới cái nút like có dấu ba chấm, các bạn thấy không? Không biết các bạn thấy rõ không? Đây, cái dấu ba chấm đây nhé. Các bạn nhấp vào đây. Đó. Thì đây có cái phần bộ nhớ tạm này. Các bạn nhấp vào. Đó. Thì trong này mình đã lưu sẵn những cái mẫu tư vấn này. Rồi mình sẽ tư vấn cho người ta nhé. Đây nào. Chào bạn. Chào, bạn đang làm công việc gì? Bạn vay ngân hàng nào chưa? Rồi tiếp đó khách hàng sẽ nhắn là công việc họ đang làm, rồi những cái ngân hàng họ đã vay. Thì tiếp theo mình sẽ gửi tin nhắn là đây. Bên mình cho vay từ 1 tới 200 triệu, đủ 20 tuổi trở lên, cần chứng minh nhân dân, thẻ ATM. Bạn có nhu cầu vay bao nhiêu mình hướng dẫn bạn vay luôn. Tiếp theo này, mình sẽ gửi tin nhắn này. Sau khi đăng ký lên hồ sơ, nhân viên gọi lại tư vấn trong vòng 24 giờ. Bạn thấy lãi suất ok thì vay, không thì hủy, không sao cả. Gói 1, gói 2, gói 4 lãi suất ưu đãi 0% trong lần vay đầu tiên. Gói 1, gói 2, gói 4 là gói Money Card này, Doctor Đồng này và Senmo nhé. Ba gói đó là được miễn lãi trong lần vay đầu tiên nhé. Các bạn lưu ý nhé. Rồi sau đó ví dụ khách hàng đồng ý thì bạn sẽ ghi là bạn đăng ký thì điền thông tin vào đây. Các bạn gửi thêm cái tin nhắn là đây. Để được duyệt hồ sơ thì bạn lưu ý cho mình là công việc bạn chọn nhân viên có hợp đồng lao động, lương bạn để trên 8 triệu. Số điện thoại người thân thì bạn ghi lại cũng được, bên mình không có gọi. Rồi nói người ta là nếu có gì không hiểu bạn có thể hỏi ngay để mình hỗ trợ. Đó. Đây là sau khi khách hàng nhấp vào đây nè. Sau khi khách hàng nhấp vào đây này thì người ta sẽ đọc cái thông tin này. Đó. Trong này có hướng dẫn vay hết rồi nè. Sau khi người ta nhấp vào đây đăng ký nè. Rồi thì sau khi người ta nhấp vào đây đăng ký thành công thì bạn sẽ có hồng nhé. Rồi đó là cách đăng bài và tư vấn khi có khách hàng inbox nhé. Đó, thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn sẽ lưu sẵn trong bộ nhớ tạm nhé. Các bạn lưu sẵn trong bộ nhớ tạm. Các bạn chỉ cần copy liên tục 5 cái đoạn hội thoại mà mình hướng dẫn các bạn á. Thì nó sẽ tự động lưu vào bộ nhớ tạm nhé. Các bạn có thể nhấn giữ ngón tay này, sau đó các bạn nhấn vào bộ nhớ tạm này. Đây. Thì đây là những cái đoạn văn bản mình đã lưu này. Cái đoạn văn bản nào mà không cần thiết thì các bạn sẽ xóa đi. Các bạn nhấn chuột vào cái đoạn đó nhé. Các bạn nhấn giữ tay vào này.
Sau đó các bạn sẽ nhấn xóa khỏi bộ nhớ tạm này. Đó. Xóa đi, nếu không cần thiết thì các bạn sẽ xóa đi nhé. Và mình chỉ luôn nhé, với bộ nhớ tạm này khi các bạn copy các đoạn mới thì các bộ nhớ tạm này sẽ bị mất đi. Nếu các bạn muốn các đoạn tư vấn này không bị mất đi thì các bạn sẽ khóa bộ nhớ tạm này lại nhé. Đây ví dụ như mình muốn giữ lại cái đoạn văn bản này đúng không? Thì mình sẽ nhấn vào cái đoạn văn bản này, mình nhấn tay vào này. Sau đó mình sẽ nhấn khóa vào bộ nhớ tạm. Đó. Thì cái đoạn văn bản này nó sẽ nằm mãi mãi trong cái bộ nhớ tạm này nhé. Đó, sau này mà các bạn muốn tư vấn thì các bạn xin chỉ cần nhấn vào đây là được thôi. Các bạn mở bộ nhớ tạm ra, các bạn nhấn vào đây là được. Rồi nếu mà trong trường hợp khách hỏi lãi suất vay bao nhiêu thì các bạn nói là gói 1, gói 2, gói 4 lãi suất là 0% khi vay lần đầu. Còn những cái gói còn lại thì sau khi đăng ký sẽ có nhân viên gọi lại báo lãi suất. Bạn cảm thấy lãi suất ok thì bạn vay, còn không thì bạn có thể báo hủy nhé. Đó là cái tư vấn khi khách hàng hỏi lãi suất nhé. Các bạn gửi tin nhắn từ từ nhé, để cho khách nhắn tin rồi mình mới gửi tiếp nhé. Rồi vậy là video hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách đăng bài và cách tư vấn khi mà có khách hàng inbox hỏi. Các bạn có bất kỳ thắc mắc nào các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video này giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video này giúp mình nhé.